ngược lên vùng cao đông bắc của Tổ quốc. Đặt chân lên mảnh đất Thái Nguyên, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thanh bình, yên ả của một vùng đất giàu bản sắc. Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 16 km, một vùng sơn thủy hữu tình hiện lên đầy thơ mộng và hấp dẫn, đó chính là hồ núi Cốc. Màu xanh bạt ngàn của cây rừng cùng nét duyên dáng của non nước đã mang đến cho nơi này một sức sống tươi mới, trong lành và bền bỉ với thời gian. Bồng bềnh, trong chanh, một vùng núi cao nước sâu, thiên trôi. Chúng tôi ghé thăm núi Cốc, vùng đất huyền thoại gắn liền với câu chuyện tình thủy chung, chàng Cốc nàng Công. Họ yêu nhau nhưng không thành. Một người đau nước mắt chảy thành sông, một người chờ mong nên hóa núi. Chạy theo con đường uốn lượn, lướt qua những quả đồi phủ xanh cây rừng, những nương chè xanh mướt của xã Tân Cương nằm bên dòng sông Công, chúng tôi bắt gặp hồ núi Cốc hiện ra trước mắt. Làn sương mờ ảo bảng lảng trôi trên mặt hồ phẳng lặng, in chiếu vạn vật. Bao quanh hồ là núi non trùng điệp, từng lớp mây nhẹ còn ôm ấp, bao bọc đến tận chân núi. Tất cả đã tạo cho cảnh sắc nơi đây một sự mơ màng, huyền diệu đến khó tin. Khi mà đến hồ núi Cốc ấy, ghi lại cái dấu ấn của cái chàng Sơn Cốc và cái nàng Công Hoa ấy. Khi cái chàng Sơn Cốc mà yêu cái nàng Công Hoa quá, sau đó hai người không đến được với nhau. Khi anh ấy mất, anh ấy biến thành quả núi và cô Công Hoa đã khóc thương nhớ anh ấy, biến thành một cái dòng sông Công chảy quanh cái núi Cốc, ôm với nhau cả nghìn năm nay, và cái mối tình ấy nó đã trở thành huyền thoại. Thì khi mình lênh đênh trên hồ ấy, mình cũng mơ màng, mình nghĩ rằng là một ngày nào đó là mình cũng có được cái trải nghiệm và cái tình yêu lãng mạn như cái anh Sơn Cốc và cái cô Công Hoa ấy. Mặc dù cái mối tình ấy nó kết thúc bằng bi kịch nhưng mà nó lại để lại một cái huyền thoại rất là đẹp, và nó có một cái lưu lại cho du khách khi đến núi Cốc mà được nghe cái câu chuyện về đôi trai gái này. Hồ núi Cốc từ lâu đã được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn, với 89 đảo lớn nhỏ chạy dọc suốt 17 km đường hồ. Bên thiên nhiên hùng vĩ nên thơ, thả trôi thuyền trên mặt nước xanh màu ngọc bích, thoang thoảng mùi hương chè của núi rừng phảng phất. Bạn sẽ thấy trào dâng trong lòng một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, khiến ta tạm quên đi những hối hả của phố thị phồn hoa để tìm về, chạm đến những gì nguyên sơ của thiên nhiên. Con thuyền nhỏ lênh đênh sẽ đưa bạn ghé thăm những đảo đất hoang sơ xinh đẹp như đảo Cò, đảo Khỉ, đảo Bạch Đàn, đảo Chán, đảo Núi Cái, và đặc biệt là đảo Bát Úp, hay còn gọi là đảo Hoa. Đảo Hoa, hồ núi Cốc, có diện tích khoảng 1 hectare. Các loại hoa và cây cảnh trên đảo tạo thành một quần thể sinh thái xanh tươi, hấp dẫn khách du lịch gần xa. Xuân về, hàng ngàn loài hoa trồng trên đảo đua nhau khoe sắc rực rỡ với sắc vàng, cam, tím hay đỏ của hoa cánh bướm, hoa cúc, đồng tiền, màu gà. Các loài hoa quen thuộc này mang vẻ đẹp bình dị và thường nở vào mùa xuân, làm khung cảnh nơi đây tràn trề sức sống. Giữa đại ngàn mênh mông sóng nước, con thuyền nhẹ còn đưa ta ghé thăm những hang động đầy bí ẩn và kỳ thú. Đó là động Huyền Thoại Cung với diện tích khoảng 2.000 mét vuông, là công trình nghệ thuật thật hấp dẫn, được xây dựng, tái hiện và mô phỏng lại câu chuyện của chàng Cốc, nàng Công. Đó là động thế giới cổ tích và âm phủ. Công trình được con người tạo nên một cách công phu, ly kỳ, nhằm giới thiệu, mô phỏng những hình ảnh sống động giữa cái thiện và cái ác. Những không gian vừa hoang sơ vừa kỳ vĩ là sản phẩm của sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Đến với khu du lịch hồ núi Cốc, du khách không thể bỏ qua quần thể Thuyết Nhân Quả, chùa Thiêng Thác Vàng. Chùa được thiết kế với màu vàng là chủ đạo, nên được người dân gọi với cái tên thân thuộc là chùa Vàng. Đến đây,
du khách sẽ được chiêm ngưỡng một công trình cao lớn, uy nghi. Đó là bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni khổng lồ, cao 45 mét, đường kính chiều ngang của đài sen rộng 37 mét, tọa lạc trên đỉnh núi, hướng mặt ra hồ núi Cốc. Đây là pho tượng rỗng, trong lòng tượng Phật là ngôi chùa có tên Tháp Vàng, với ý niệm trong chùa có Phật, trong Phật có chùa. Du khách có thể vãng cảnh công trình Thuyết Nhân Quả với 36 hạng mục được xây dựng rất quy mô, mang thông điệp con người hãy sống chia sẻ và yêu thương nhau, đồng thời giúp nhau dẹp bỏ cái ác trong mỗi con người. Ở đây, những lời Phật dạy được thể hiện qua bức phù điêu sinh động, có diện tích từ 25 đến 30 mét vuông, thể hiện những nét triết lý Phật giáo sâu sắc trong Thuyết Nhân Quả. Những điểm nhấn tâm linh đã mang đến cho mỗi du khách những bài học về lối sống đức độ, những câu chuyện răn dạy về lòng nhân ái, để ta học cách nhẹ lòng và khoan dung với cuộc sống bộn bề ngoài kia. Thực sự là hôm nay chúng em được đến với quần thể kiến trúc chùa Thiêng Thác Vàng, là em cảm thấy đây là một cái vùng rất là hùng vĩ, rất là tráng lệ. Và đặc biệt là khi mà vào đây thì chúng em có cảm nhận rằng là ở đây là một cái vùng, một cái nơi mà có cái khung cảnh nó rất là thanh tịnh, trong lành, và giúp cho chúng em có thể xua tan đi rất là nhiều các mệt mỏi và cảm thấy như tâm hồn mình trở nên nó thanh tịnh và nó nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn sau những ngày làm việc mệt mỏi ở thành phố ạ. Bên cạnh thưởng thức không gian sơn thủy hữu tình của non nước nơi đây, chúng ta còn được ghé thăm và trải nghiệm cảm giác mới mẻ, thu hút từ các công trình hạng mục kiến trúc hiện đại như công viên nước, sân khấu nhạc nước, công viên cá sấu, vườn động vật hoang dã. Tất cả sẽ tạo nên một không gian văn hóa du lịch hấp dẫn và nhiều màu sắc, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của đông đảo du khách thập phương. Hồ núi Cốc đẹp nhất vào khoảnh khắc bắt đầu ngày mới và dáng chiều buông. Cảnh vật ẩn hiện thấp thoáng, mờ ảo, vô cùng quyến rũ. Ẩm thực tại núi Cốc đa dạng với những món ăn đặc sản của vùng lòng hồ, mà đặc biệt là những món được chế biến từ cá. Nguồn nước nơi đây được hội tụ từ những khe nước dưới chân núi Tam Đảo đổ về nên rất sạch và ngọt. Do sống trong nguồn nước tự nhiên nên đặc điểm của cá là không có mùi tanh, ăn ngọt thịt và thơm. Nhẹ trôi trên dòng sông Công, vừa được ngắm nhìn thiên nhiên bát ngát huyền hoặc, vừa được thưởng thức những món cá thơm lừng bên những người thân và bạn bè, cùng trò chuyện về những câu chuyện huyền thoại của xứ sở thần tiên. Người với người bỗng trở nên hòa hợp và gần gũi với nhau hơn. Nếu mà có cơ hội thì chắc chắn là em sẽ giới thiệu cho mọi người, nhất là những bạn sinh viên giống em. Tại vì là sau những ngày học căng thẳng thì đến đây có thể được trải nghiệm các phong cảnh thú vị và được biết thêm về huyền thoại Hồ Núi Cốc này, được biết thêm về các món ăn đặc sản này, được lênh đênh trên thuyền, được khám phá được rất nhiều thứ thú vị ạ. Trong vòng tay em đem núi Cốc, nghe vui tràn chứa tâm lòng thông. Hồ Núi Cốc đã không chỉ lưu lại trong ký ức mỗi du khách về một danh thắng hùng vĩ, nên thơ, mà còn bởi những ân tình thơm thảo, trọn vẹn của mỗi con người nặng nghĩa, thủy chung đã dệt nên linh hồn của mảnh đất này. Ghi thành câu hát giữ lại mãi xa.